Việt Nam đẹp hùng vĩ trên những thước phim của King Kong. Đoạn băng hậu trường đầu tiên của Kong School Iceland được phát sóng trong buổi chiếu lễ trao giải MTV Movie Awards 2016. Mở đầu đoạn phim, nữ diễn viên Brie Larson đã gửi lời chào tới khán giả MTV và mời tất cả mọi người ghé thăm trường quay Kong School Iceland tại Việt Nam. Ngay tiếp đó là hàng loạt các cảnh quay hành động, cháy nổ với bối cảnh rừng núi quen thuộc. Nam diễn viên Tom Hiddleston, người sắm vai chính trong Kong School Iceland chia sẻ, thương hiệu King Kong đã tồn tại suốt gần 100 năm qua. Nhưng với Kong School Iceland, nó sẽ được hồi sinh với cách khai thác mới mẻ. Bạn sẽ chưa bao giờ thấy King Kong giống như trong bộ phim này. Khán giả có thể nhận ra cảnh sông nước Việt Nam quen thuộc phía sau cả hai ngôi sao khi họ trả lời phỏng vấn kênh MTV. Theo Brie Larson, bộ phim xoay quanh một đoàn thám hiểm do nhân vật của Tom Hiddleston đứng đầu. Anh đặt chân tới một hòn đảo hẻo lánh hoang sơ để tìm kiếm anh trai cũng như thứ huyết thanh thần bí. Trong chuyến hành trình đó, nhân vật cùng người đồng hành chạm trán với vua của loài khỉ. Corey Hawkins, một diễn viên khác trong phim cho biết, sự thay đổi tâm lý của những con người trong chuyến hành trình cũng là điều mà đoàn làm phim Kong School Iceland muốn khám phá. Tác phẩm lấy bối cảnh thời gian là thời kỳ chiến tranh Việt Nam nên nhiều nhân vật trong phim chịu không ít sức ép tâm lý. Nhân vật của Tom Hiddleston có tên là James Corrad, một cựu lính đặc nhiệm SAS của Hoàng gia nước Anh. Anh rất hiểu thiên nhiên cũng như cách phải hoạt động ra sao trong rừng sâu, nhiều lần giải nguy cho cả nhóm. Trong khi đó thì Brie Larson sắm vai một nhiếp ảnh gia, thích ghi lại những cảnh quan thiên nhiên mà chưa một ai biết tới. Cũng thông qua đoạn phim, cả hai ngôi sao trẻ bày tỏ sự ngưỡng mộ với các bạn diễn và cho rằng mình rất may mắn khi được làm việc với nhiều thế hệ diễn viên khác nhau chỉ trong cùng một dự án. Từ Samuel L. Jackson cho tới Corey Hawkins, từ John Goodman cho tới cảnh điểm. Do đạo diễn John Vogt Roberts thực hiện, Kong School Iceland dự kiến sẽ ra mắt khán giả toàn cầu từ ngày 10 tháng 3 năm 2017. Bộ phim King Kong, Kong School Iceland được cấp phép quay tại 4 tỉnh thành của Việt Nam là Ninh Bình, Quảng Ninh, Quảng Bình và Hải Phòng. Đoàn làm phim đến Việt Nam ngày 18 tháng 2 năm 2016 với lịch trình quay liên tục. Ngày 19 tháng 3 năm 2016, Kong School Iceland kết thúc cảnh quay cuối cùng và rời Việt Nam bắt đầu từ ngày 20 tháng 3 năm 2016.